Thanks everyone for coming. We really, really appreciate it. It's been really great so far. Amazing weekend. Huy Vân một lần nữa cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân. Tất cả những người đang có mặt buổi lễ ngày hôm nay đều là những người cực kỳ quan trọng trong trái tim của Vân và Huy. Xin cảm ơn mọi người đã không ngại đường xá xa xôi, trời mưa, trời gió đến đây và chứng kiến đến giây phút cuối cùng của hai đứa. Xin một lần nữa cảm tạ rất rất nhiều. Tôi là người tiếp xúc đầu tiên với cả Huy. Tôi tin chàng trai ấy vô cùng xứng đáng với cả Ngô Thanh Vân. Và Vân sẽ rất là nhỏ bé trong vòng tay của Trần Đức Huy. Vân có một tính cách khá dễ thương, hài hước và chút nhố nhăng. Hai đứa rất hợp nhau từ những chi tiết nhỏ nhắn. Cảm ơn Huy đã có mặt trong cuộc đời của Vân. Và Vân đã chờ Huy hết 12 năm. Mười hai năm qua không có ngày nào mà Vân không có hy vọng là người đó sẽ đến. Đến bây giờ tôi không gọi Ngô Thanh Vân là bạn thân nữa. Tôi cũng chẳng gọi Vân là cái gì cả. Bởi vì Vân là một phần không thể chối cãi trong cuộc đời của Trung. Chúng tôi sẽ luôn luôn đứng sau lưng các bạn. Chào đón Huy với hội 12 bà mụ. Hãy làm bà mụ thứ 13. Bao chúc mày và Huy Trần hạnh phúc nhé. Huy phải lao động sáng đêm để mau chóng có em bé, để bà má xét đánh được có con cháu ngoại nè. We'll always be on your back, and the sun will shine bright upon your face. Brother, I love you so much. Vân đã cho Huy thấy được thế nào là tình yêu. Yêu Vân, Huy thật sự hạnh phúc. Huy đã nói kịp thời, mà giờ đến rồi nên cưới thôi. Từ hôm nay trở đi, Vân nguyện chỉ yêu mỗi Huy, và tình yêu của Vân dành cho Huy sẽ là duy nhất và độc nhất. Thật sự Huy là một người đàn ông hiện tại bây giờ may mắn nhất thế giới. I love you more than words can say, and I will always, always yours. Cho việc sẽ có một ai đó dành cho mình. Sớm hay muộn, điều quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn để đợi chờ hay không.